và anh chị sẽ nhiệt tình chờ đợi để giao lưu và cổ vũ cho ca sĩ. Niềm chờ đợi là hạnh phúc để chị ca sĩ có lòng tự tin và thỏa mãn cháy bỏng niềm đam mê ca hát buổi giao lưu cùng anh chị em. Em xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều.